Và bây giờ hiện tại là đang là 7 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2018, thì chúng tôi đang lắp đặt cho nhà nhà chú Sơn Thiệu ở phường Dữ Lâu, thành phố Việt Trì, một bộ sập Umita 100% Umita. Đây là chú Sơn đây. Thì hôm nay là trời nó mất điện nên là chúng tôi đang phải soi đèn để vận chuyển chiếc sập lên đây. Đây là hình ảnh chú Sơn này. Chiếc sập này thì là 100% là gỗ mít đây. Sập ba khoang, sập ba bông thì chúng tôi chạm dưa. Thì thời tiết đã tối nên là tôi không thể quay được hình ảnh, không được rõ nét. Nên là tôi sẽ quay qua làm một video làm kỷ niệm với chú Sơn. Nên là rất cảm ơn chú Sơn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm. Nên là chúc chú Sơn là gia đình thì nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài. Xin cảm ơn chú Sơn. Xin cảm ơn chú Sơn. Mọi người mà ai có nhu cầu muốn sở hữu sản phẩm thì liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0987510866 hoặc là truy cập website đồ gỗ thùng 8.com nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người.